Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dự lễ dâng hoa có các đồng chí thường trực tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Nhà bia đã ghi danh gần 4.000 các anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ là người con của quê hương Hưng Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh khi san lấp hố bom ở ngã ba Đồng Lộc. Sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc cùng với hàng trăm, hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ khác sẽ còn vang vọng mãi đến mai sau. Hình ảnh ngã ba Đồng Lộc cuột khởi vươn lên giữa mưa bom lửa đạn còn ghi đậm mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Bão số 1, bão Talim, dự báo đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng 7, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Đến 4 giờ sáng mai ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 380 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Dự báo đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại dự án khu đô thị Kim Trung Di Trạch trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khu đô thị có diện tích 146,8 ha là dự án bất động sản với tổ hợp biệt thự villa shop house tọa lạc tại phía tây thủ đô thuộc huyện Hoài Đức với quy mô dân số khoảng 23.500 người. Dự án do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Vietcha Cimex làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm bỏ hoang, đến cuối năm 2021, Vietcha Cimex tái khởi động dự án với tên thương mại mới là Hinos Roan Park. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện các vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại dự án, đó là vi phạm nghị định của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị cùng các vi phạm về công tác thực hiện giải phóng mặt bằng như không ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình cá nhân. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và công khai minh bạch đúng quy định trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, cho nên xã Đình Dù của huyện Văn Lâm đã sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Xã Đình Dù có tổng diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4 là 12,8 ha, trong đó có trên 10 ha đất nông nghiệp và 2,8 ha đất công ích cho các hộ dân thuê thầu. Đến ngày 22 tháng 6 đã chi trả cho 237 hộ dân với tổng số tiền chi trả hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trên 57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%. Trước đó, xã Đình Dù đã tuyên truyền vận động các gia đình di chuyển được 40 trên 42 ngôi mộ, còn 2 ngôi do chưa có người nhận, do đó địa phương đang hoàn thiện nốt thủ tục để tiến hành di chuyển. Hiện các hộ dân đang di chuyển cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đường 379B qua trung tâm huyện Văn Giang vừa được đầu tư nâng cấp mở rộng, nhưng hiện nay trên tuyến đường này, vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị chiếm dụng nghiêm trọng bởi việc bày bán hàng hóa và biển quảng cáo. Vỉa hè hẹp lại dùng làm nơi để ô tô, khiến người dân chỉ còn cách đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Ghi nhận dọc tuyến đường 379B, đoạn qua các xã Phụng Công, Cửu Cao và thị trấn Văn Giang, tình trạng hàng quán đua nhau lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán không chỉ vi phạm pháp luật, mất mỹ quan đường thị mà còn mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người, phương tiện đi lại. Tình trạng hàng quán, ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lề đường diễn ra ngang nhiên trên đường 379B không chỉ vi phạm pháp luật, mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ. Hè phố, lòng đường là hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu nhà nước, được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ, do đó vỉa hè không thể trở thành nơi họp chợ, bán hàng, đỗ xe. Cơ quan chức năng đang xác minh xử lý vụ cô giáo bạo hành một bé gái 3 tuổi ở trường mầm non Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Trước đó, đoạn video dài hơn 2 phút được chia sẻ trên Facebook ngày 14 tháng 7, cô giáo mặc áo phông sọc đen trắng tát vào mặt bé gái đang ngồi trên ghế nhựa trong lớp học. Không dừng lại ở đó, cô giáo này còn kéo lê em vào một phòng khác và sử dụng chân đá vào cơ thể của em. Video cũng cho thấy lúc đó, trong lớp có giáo viên khác nhưng không có hành động can thiệp. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp xác nhận vụ việc xảy ra tại lớp 3 tuổi của trường mầm non Đông Sơn, xã Đông Sơn. Nữ giáo viên bạo hành cháu bé được xác định là cô Lê Thị Phượng. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà trường và cô giáo liên quan tới sự việc đến nhà phụ huynh để xin lỗi. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 3 đối tượng trốn lệnh truy nã tại một khu dãy vắng ở huyện Ia Súp. 3 đối tượng này đã tham gia trực tiếp vào vụ tấn công vào trụ sở xã Ia Cơ Tu và xã Ia Tiêu, huyện Cư Cu In ngày 11 tháng 6. 3 đối tượng gồm Y Junie sinh năm 1968, chú Buôn Cang, xã Ia Cơ Nuếch, huyện Krông Park. Nay Yên sinh năm 1970, chú Buôn Ia Cơ Nốc, xã Cư Pơng, huyện Krông Búc, và Nay Tam sinh năm 1974, chú Buôn A Drong Điệt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búc. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở xã Ia Tiêu và xã Ia Cơ Tu, huyện Cư Cu In vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, làm 9 người chết, 2 người bị thương. Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ ông Nguyễn Đức An, 42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng khi ông này cầm kéo xông vào trụ sở công an phường 15 tấn công chiến sĩ công an trực ban. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 7, một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở công an phường 15 thì một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc ngang bất ngờ đi vào. Người này cầm sẵn hung khí trên tay, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc và tấn công liên tục cán bộ công an. Công an xác định người đàn ông có hành vi tấn công cán bộ công an là Nguyễn Đức An nên đã đưa về trụ sở làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông An bị ảo giác ma túy. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Giáo dục Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xóa khoản nợ vay thời sinh viên trị giá 39 tỷ đô la Mỹ cho hơn 804.000 người, nâng tổng số người được xóa nợ lên 3,4 triệu người. Bộ Giáo dục Mỹ cho biết những người vay sẽ đủ điều kiện để được xóa nợ nếu họ đã thực hiện tuân thủ theo kế hoạch trả nợ theo thu nhập. Theo kế hoạch này, các khoản thanh toán dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của người vay, bất kể tổng số nợ chưa thanh toán của họ là bao nhiêu. Sau khi đạt đến ngưỡng 20 hoặc 25 năm, số dư còn lại của người vay sẽ bị xóa. Bộ Giáo dục thống kê, kể từ khi ông Biden nhậm chức, chính quyền của ông đã phê duyệt khoản xóa nợ vay sinh viên trị giá 116,6 tỷ đô la Mỹ cho hơn 3,4 triệu người Mỹ. Ông Biden cho biết ông sẽ theo đuổi các biện pháp mới để cung cấp các khoản vay sinh viên cho người Mỹ sau khi tòa án tối cao ngăn chặn kế hoạch hủy khoản nợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ của ông. Thời tiết nóng hơn, khô hơn do hiện tượng El Nino xuất hiện sớm hơn bình thường, dự kiến cản trở sản xuất lúa gạo trên khắp châu Á, ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh thế giới vẫn đang đảo lộn vì tác động từ cuộc chiến ở Ukraine. Theo các chuyên gia, El Nino là một tín hiệu xấu với những người nông dân trồng lúa, đặc biệt là tại khu vực châu Á, nơi 90% lượng gạo trên thế giới được trồng và tiêu thụ. Do hiện tượng El Nino mạnh thường đồng nghĩa với điều kiện thời tiết ít mưa hơn. Dự trữ gạo toàn cầu đã hạ xuống thấp kể từ năm ngoái, một phần do lũ lụt tàn phá Pakistan, một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn. Hiện tượng El Nino năm nay có thể làm trầm trọng thêm những thách thức khác đối với sản xuất gạo, chẳng hạn như nguồn cung phân bón giảm do xung đột ở Ukraine và hạn chế xuất khẩu gạo của một số quốc gia. Trong khi thế giới đang chuyển hướng sang phát triển tốc độ Internet siêu nhanh 5G hoặc thậm chí là 6G, thì người dân ở phần lớn vùng nông thôn Ấn Độ vẫn bị mắc kẹt trong kỷ nguyên 2G. Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể thay đổi với sự xuất hiện của một mẫu điện thoại mới chỉ có giá 12 đô la Mỹ nhưng lại kết nối được Internet. Tuần trước, Reliance Rio, một chi nhánh viễn thông của tập đoàn khổng lồ Ấn Độ Reliance Industries, đã mở ra cơ hội cho nhiều người hơn trong việc truy cập Internet thông qua việc ra mắt một điện thoại hỗ trợ Internet mới với mạng di động 4G. Mặc dù chiếc điện thoại này không phải là điện thoại thông minh vì có bàn phím bấm và màn hình không cảm ứng, song nó có thể giảm khoảng cách kết nối di động giữa nông thôn và thành thị của Ấn Độ bằng cách hỗ trợ người dùng chuyển từ mạng di động 2G sang 4G.
Điện thoại mới có tên là Zio Bharat sẽ trở thành công cụ truy cập Internet lý tưởng cho những người lần đầu tiên sử dụng vì có các chức năng cơ bản và không bị vô số ứng dụng khác làm phiền. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.